nhá. Đấy, sáng hôm nay em có dọn lên được lô 6 cây cưa rất là đẹp nhá. Đấy, đang tắm nắng cho các em. Đang tắm nắng các em nhá. Nên giới thiệu qua cho các bác này. Các bác là có nhu cầu thì liên hệ trực tiếp qua số điện thoại cửa hàng là 0976123320. 6 cây này có 2 con cây COA, 4 cây ECHO siêu VIP nhá. Rất là đẹp. Đẹp xuất sắc luôn các bác nhá. Bác nào muốn test cây nào hay là quan tâm những con nào thì cứ liên hệ trực tiếp qua số điện thoại cửa hàng. Thì máy móc bên em đã làm nổ ok ngon lành cành đào hết cho bác rồi. Đấy. Thì đây có một con ECHO tay cụt này, ECHO Green này, hai con ECHO Green nhá. Hai con dòng chạy gọi là tay cụt tay dài hệ bây giờ nhá. Rất được ưa chuộng này, hai con này thì đang rất được ưa chuộng các bác nhá. Thì đầu tiên con số 1 này có con ECHO Green tay cụt này. Con này thì dòng tay cụt hệ, trọng lượng 4kg, 30cc. Đấy, chạy siêu tiết kiệm xăng nhá. Đó, bơm xăng phụ đằng trước có hết này. Rất là đẹp. Làm 35 xích trung 91. Như con này thì giá 2 triệu này. Con này rất đẹp nhá. Đây, con số 2. Số 2 có con cưa tay cụt dài hệ này các bác này. Tay dài hệ nhá. Con này ECHO Green. ECHO Green siêu loại xăng luôn, 4,5kg. Đó, cái dòng này thì rất là đẹp. Từ từ đã cất này. Con này giá là 2 triệu 2 này. Con số 2, con tay dài. Các bác thích tay dài thì các bác có thể tham khảo sang con này nhá. Quá xuất sắc này. Đấy, vừa dọn lên thôi. Đấy, vừa dọn lên đang phơi cho nó khô nhá. Tiện thì lên clip giới thiệu qua cho các bác luôn. Đó, cho các bác có nhu cầu. Vì cái lô cưa qua em lên thì các bác đã chốt hết rồi. Rất nhiều các bác hỏi không mua được thì em làm cố gắng tranh thủ làm cho các bác nhá. Đây con số 3. Số 3 có con cưa ECHO 331 siêu VIP này. Con này khai thác tầm trung nhá. Các bác cắt con này rất là đầm. Các bác hay theo dõi clip của em thì các bác biết rồi, cái hệ này cắt cực kỳ là sướng nhá. Làm 35. Con này thì cắt keo, cắt kiếm thoải mái luôn. Và đặc biệt nó hệ khai thác tầm trung, các bác cắt rất là khỏe. Đó, cái con này thì độ bền, độ khỏe của máy rất là cao. 331, 33cc, nòng 39 ly. Nòng 39 ly nhá. Con này giá 2 triệu này, con số 3. Quá đẹp luôn này. Đấy, máy đẹp keng. Rồi tiếp theo con số 4. Số 4 ngày hôm nay thì có con cưa cũng khai thác, gọi là con này gần như khai thác chuyên nghiệp luôn nhá. Con này ECHO 360, một cái hệ cắt cực kỳ là ngon. Lam Latin này. Quá đẹp luôn nhá. Con này cái bộ lam xích của nó quá giá trị luôn nhá các bác nhá. Lam 35 xích cả phải xích cực kỳ mút. Con này thì xẻ xiếc này, các bác mang đi xẻ xiếc thoải mái. Với cái lam xích này các bác cắt phải nói là quá là trâu bò luôn, rất là đẹp. Đó, con này xuất sắc, máy rất là đẹp nhá. Máy đỏ au này. Như con này thì giá là 2 triệu tư nhá. Dòng này cắt cực kỳ là mạnh các bác nhá. Đầm. Tay của nó bằng nhựa này, không bao giờ lo gãy nhá. Tay nhựa rất chắc chắn luôn. Quá đẹp này các bác này. Trọng lượng máy con này rơi tầm 5,5kg. Làm là tinh, xích trùng 91. Con này giá 2 triệu tư này. Xuất sắc này. Rồi tiếp theo, số 5, số 6 thì có con hai con đến từ thương hiệu của CDOA. Thì con số 5, đầu tiên con số 5 này. Một con đẹp keng này các bác này. Con này thì CDOA SD. Con này CDOA SD nhé các bác nhé. Đây, đây này các bác này, nhìn cái tem của nó này. Đấy, quay kỹ cái tem cho các bác này. Made in Japan CDOA này. Đấy, company này. Lam xích thì các bác nhìn cái bộ lam xích của nó để biết cái độ xài của máy nhá. Con này thì hệ các gia đình các bác nhá. Hệ chuyên các gia đình của CDOA. Con này siêu đẹp luôn này. Đấy, 35cc, làm 35 xích trung 91. Con này thì thích hợp cho anh em các gia đình, mặt tiền này, bô bọng này. Ui, con này quá mới luôn. Con này thì máy bao đẹp xuất sắc luôn nhá. Như con này giá 2 triệu 2 dành cho các bác nào lớn tuổi, các gia đình. Cắt hệ này siêu VIP nhá. Đó, quá đẹp luôn này các bác này. Xuất sắc luôn nhá. Đẹp xuất sắc. Là 2 triệu 2 bao phí ship con số 5. Rồi tiếp theo con số 6. Số 6 ngày hôm nay thì có con CDOA 360 cắt tầm trung Lam Latin này. Con này Lam Latin, Lam 35, Lam 35. Lam ship của rất là đẹp nhá. Đấy. Con này thì 36cc nòng 40 ly hệ cắt tầm trung. Hệ CDOA này cắt rất là bốc nhá, vòng tua lớn bốc siêu loại xăng. Nói về cái dòng loại xăng nhất trên thị trường phân khúc 36cc thì con này vô địch thiên hạ rồi. Thật cực kỳ vô địch luôn. Đấy. Như con này thì trọng lượng chỉ 5kg thôi, đi cắt keo cắt kiếc thoải mái luôn. Dòng này vòng tua lớn nhá các bác nhá, tua lớn. Đó, như con này giá 2 triệu rưỡi này. Một con CDOA giá 2 triệu rưỡi nhá. Em bán giá này thì gọi là bao giá thị trường cho bác luôn. Giá rẻ nhất toàn trên toàn lãnh thổ Việt Nam luôn. Đấy, máy dọn rồi nhá. Dọn nổ con lành cành đào cho bác nhá. Đấy, hơi hám bao đẹp cho bác luôn. Con này giá 2 triệu rưỡi thôi, con số 6, 2 triệu rưỡi bao phí ship nhá. Đó. Rồi, anh em nào quan tâm sản phẩm thì liên hệ tiếp qua số điện thoại 0976123320 các bác nhá. Em xin phép kết thúc clip tại đây.